Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, trên thế gian này có lẽ chẳng khi nào mà chúng ta không có sự phân chia thành hai phe, phe ta, phe địch. Trong xã hội thì chúng ta thấy là miền Nam, Việt Nam chúng ta thì có người miền Bắc, người miền Nam. Rồi trong lớp học thì có học sinh xóm trên, học sinh xóm dưới. Rồi học sinh lại có phe con gái, phe con trai. Rồi trong gia đình nhỏ bé của chúng ta thôi thì cũng đã có phe, phe theo ba và phe theo mẹ. Bởi vì ba khó quá hoặc mẹ khó quá. Rồi nước Mỹ bây giờ thì cũng đang lung tung hai phe, phe muốn xây dựng, phe muốn đạp đổ. Trong tôn giáo chúng ta cũng có hai phe. Bài đọc 1 chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô nhắc nhở rõ ràng phe của thần khí và phe của xác thịt. Những ai thuộc về thần khí, thuộc về Đức Kitô thì sinh hoa quả tốt tươi, xinh đẹp như bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Những ai thuộc xác thịt thì dâm bôn ô uế, phóng đãng, thờ quấy phù phép, hận thù bất hòa, ghen tuông nóng giận, tranh chấp chia rẽ, bè phái ganh tị, say sưa chè chén. Rồi Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay cũng trách phe người Pha-ri-siêu và nhà thông luật. Họ thông hiểu luật lệ nhưng không thực hành. Họ chỉ biết áp dụng, áp đặt luật lệ công việc cho người khác mà không dám mạnh tay vén tay áo cộng tác. Họ không lưu tâm đến công bình xã hội, cũng chẳng thiết tha với tình yêu thương Thiên Chúa. Họ chỉ đặt quyền lợi của họ trên hết, rồi ai sống chết mặc ai. Lời Chúa khiển trách nhóm người Pha-ri-siêu và phe thông luật cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc về ai? Phe của Chúa Giêsu Kitô hay phe của thù địch của Chúa? Chúng ta có sống đúng những gì chúng ta đã cam kết với Chúa hay không? Chúng ta có sẵn sàng quảng đại chia sẻ chứ không chỉ luôn đòi hỏi người khác? Chúng ta có nghĩ đến lợi ích của gia đình, của tập thể, của xã hội hơn là vị kỷ cá nhân? Chỉ cần tôi đầy đủ, còn ai khác mặc kệ. Cách sống của mỗi người hiện tại của chúng ta sẽ quyết định tương lai sau này. Nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta sẽ được yêu thương lại. Cuộc sống chỉ có thế thôi. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn ân là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Người soi tôi.